Thứ nhất là cái sào này gồm có mình làm khoảng 5 ngăn, 6 ngăn. Nó chạy nè. Wow. Khi mình mua hàng về thì cái thời gian mình rảnh mình phải tháo bọc ra, phải tháo bọc từng con các bạn, tháo hết cái bọc ra. Sau đó các bạn dùng dây thun này nè, dây thun phanh tròn nè các bạn. Dây thun phanh này các bạn có thể mua ở tạp hóa hay là mua ở chỗ nào cũng được, một bịch nó cũng vài chục ngàn á. Các bạn mua về, nếu các bạn xài nhiều thì các bạn mua khoảng một bịch, còn xài ít á thì mình mua ít. Các bạn để đây, các bạn phải buộc lên đầu tất cả các món đồ chơi luôn, chứ phải ghi em bé bò này nha. Các bạn phải buộc lên cái đầu của em bé. Để chi? Để mình lên một cái cây nữa. Để mình lên một cái cây nữa cho nó đẹp. Thì khách hàng thấy người ta mới mua được. Các bạn buộc gút cái cho nó chắc cú luôn, đừng gớt. Đấy, con này các bạn phải buộc lại hết. Buộc lại hết các bạn. Khi đó mình treo lên xào thì nó mới đẹp. Tất cả các hàng đồ chơi cốt luôn nha, những mặt hàng nào các bạn còn bán không đi bán được, bạn việc bạn phải làm như thế này nè đó, thì bạn mới đi bán được hàng. Tất cả sản phẩm như các bạn, phẩm nào cũng vậy nha. Đó, thì buộc như cách này đây này, mình buộc chậm cho các bạn xem nè. Đó, thì các bạn phải buộc ra một cái nhìn nè, tất cả sản phẩm luôn nha, chứ không phải nghiền gì mấy bộ code nha. Mấy bộ code là mình làm chỉ ví dụ cho các bạn xem thôi, các bạn xem nha. Các bạn nghịch vừa sao nghịch quá là dễ tung sẽ đứt nha các bạn. Các bạn treo lòng phòng, các bạn thấy không? Rồi, sau khi các bạn mua em bé bò về rồi, các bạn buộc cái thun vào cái đầu này á, bạn buộc xong hết tất cả. Đây, các bạn buộc hết tất cả cái đầu này vô đây, thì các bạn phải buộc thêm một cái cây nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn buộc cái cây như thế này. Cái cây này các bạn mua về nè. Đấy, là các bạn sẽ buộc vào cái này khoảng 2 cây. Buộc vào đây hai con nha các bạn, ở cây này đấy, hai con, cây nào cũng hai con hết các bạn đấy. Sau khi các bạn buộc xong cái này nè, buộc xong hết, thì chúng ta sẽ bắt đầu mà túm lại 10 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Thì theo cái xào các bạn làm nha, ví dụ như các bạn làm mà nó 5 ngăn á, thì các bạn làm 5 chùm, mà 6 ngăn thì làm 6 chùm, 10 ngăn thì làm 10 chùm, như vậy thôi. Đây, các bạn buộc chùm lại. Đây, các bạn buộc từng chùm như này. Đến khi để khi các bạn đi ngoài bán nó cảm thấy rất là được. Buộc từng chùm nha. Thank you.
thứ nhất là cái xào này nó có mình làm khoảng 5 ngăn, 6 ngăn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 ngăn, 6 ngăn nha các bạn. Sau đó các bạn mua cái chai nhỏ này nè. Các bạn gì chia ra. Có thể là một cái chai các bạn chưng hai con, tối thiểu là một con. Nếu như hàng ít thì các bạn chưng một con, còn hàng nhiều thì các bạn buộc vô hai con. Có thể là buộc ba con, càng nhiều thì hàng càng đẹp. À, nó chạy nè. Wow. Để xuống đất nó chạy nè, cái đầu lắc qua đắt lại nè, cái đuôi nữa rất là đẹp. Lên 4 vòng á, à, buông ra để đất nó chạy nè, à, cái đầu rất là đẹp nha. À, mình thấy mắt cười á. Tới gần gần tí nè. Bò ngộ vậy? Trời. Á, à, mắc cười quá. Quá đẹp luôn. Rồi, quá đẹp luôn ta. Wow. Wow, chuột chạy đẹp ghê chưa? Đó, chạy hình như con chuột ngoài luôn. Một cái đuôi nó ngoắt ngoắt nè. À, cái đuôi nhúc nhích đó nè. Rồi tiếp đi con. Cái chạy kỳ vậy? À, con này có hai loại nha, là con gấu nè, con gấu banana nè. Con banana. À, rồi con gấu chốt đồ chơi nào bo cũng tẩm hết trơn mà. Lâu lâu gom lại một đống nè. Mà rất là đẹp. Wow, dặn lên ổng đi nè. Ổng đi mắc cười không? À, à, cũng là một chú màu trắng, con này có hai là hai màu nha, màu trắng và màu vàng. Wow, wow, wow. Có đồ chơi khác nữa nha.